Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Anh Bưởi Giòn. Hôm nay mình lại đi rừng. Và các bạn ạ, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cây thuốc rất là quý hiếm các bạn, mà cũng được ví như là thần dược giữ cho đôi mắt chúng ta luôn luôn được trong sáng. Đó, thì cái cây thuốc này có giữ cho đôi mắt chúng ta là như là có rất là nhiều công dụng các bạn ạ. Đó, nó làm cho đôi mắt chúng ta là khỏi bị nóa mắt này, quáng gà này, rồi thì nhìn mờ này, và đấy rất là tốt các bạn ạ. Đó, rất là quý mà được người ta ví như là thần dược mà được người ta săn lùng tìm lấy rất là nhiều các bạn ạ. Đó, thì hôm nay đó là một cái cây thuốc gì các bạn ạ? Đấy, đó là một cây gì, như thế nào thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Ok, đó thì các bạn ấy theo dõi vào màn hình nhá. Thì mình đã ngồi đây và mình đến vị trí này, mình thấy và mình đã sẽ chỉ cho các bạn luôn này. Đó, đây các bạn ơi, đó các bạn thấy chưa, và đây nó là cây gì, và đây nó lại là một cây lan kim tuyến nha các bạn. Đó, thì đây lúc mình đi đường, là trên đường đi là mình có lấy được hai cây đây các bạn. Đó, mình có lấy được hai cây đây các bạn ơi. Đó, đây là cây lan kim tuyến nha các bạn. Đấy, nhìn rất là đẹp này, trên này như là một kim, nó như là kim tuyến này các bạn ơi. Đó, thì mình đây cho nó các bạn ra nét này. Đó, đây là cây lan kim tuyến nha các bạn. Và đây mình đến vị trí này thì đấy là hai cây mình trên đường mình nhặt thôi, còn đây là một cái cây này, nó ở đây này các bạn. Đó, nó sẽ mọc ở rừng này. Đó, mình sẽ lấy lên cho các bạn xem này. Đó, thì cây này mình sẽ không lấy hết các bạn, mình sẽ bấm vào cái vị trí này thôi. Đó, mình sẽ bấm vào cái vị trí này thì cái đốt của nó ở lại thì nó vẫn sống được nha các bạn. Thì đây, sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn nha. Đó các bạn ạ, đây là cây lan kim tuyến các bạn. Đó, rất là đẹp. Và mình sẽ cho sát để cho các bạn xem này. Đó, thì cây lan này thì nó có công dụng như thế nào và làm như thế nào và dùng như thế nào. Đó, thì cây lan này trước đây ở các bạn ạ, cách đây 5-6 năm về trước các bạn ạ, thì cây lan này ở khu rừng của mình hiện tại đang ngồi đây thì rất là nhiều, cái chỗ mình ngồi khu vực này nó mọc rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đó, nó mọc rất là nhiều luôn. Đó, sau thì một thời gian người ta thu mua ồ ạt các bạn ạ. Nó rất là, giá nó rất đắt, có thể giá nó rất đắt, hàng hơn một triệu Việt Nam đồng một cân các bạn ạ. Đó, một cân này, thế cho nên là có thời gian đỉnh điểm lên đến 2 triệu một cân các bạn. Đó, 2 triệu một cân một cái loại lan này vào cái thời điểm đấy, và rất nhiều người người ta đi lấy rất là nhiều các bạn ạ. Một ngày có thể người ta đi lấy được vài trăm nghìn. Đó, thì người ta rất là ham, người ta lấy một cách là hầu như là bây giờ mình đi rừng còn là chỉ cần sót lại thôi các bạn ạ. Đó, thì cây này mình về có tác dụng, nó là cái tác dụng của nó là làm sáng mắt các bạn ạ. Đó, làm sáng mắt, chống bị lóa mắt này, quáng gà này. Đó, đặc biệt là những người bị cận thị này cũng rất là tốt, nếu mà có cây này mà dùng thì rất là tốt. Đó, sẽ làm sáng mắt ra. Đó, những người cận thị, viễn thị này, đó, rất là tốt, dùng được, nếu có cây này dùng thì rất là tốt. Đó, thì chúng ta về, chúng ta thu hái về trong, chúng ta rửa sạch, chúng ta cho vào lấu nước các bạn ạ. Đó, thì cây này có đặc tính là rất là mát. Đó, cây này đặc tính rất là mát các bạn, nấu nước uống rất là mát. Đó, thì nhưng mà để mà có cái cây này như nhiều như vậy thì rất là hiếm các bạn ạ. Đó, nó rất là hiếm luôn. Thi thoảng mình đi rừng mình cũng hái về, mình có thấy được thì mình cũng lấy về để mình cho vào mình nấu nước mình uống các bạn ạ. Đó,
rất là tốt. Đó, đấy là một công dụng rất tuyệt vời giữ cho đôi mắt chúng ta đấy. Mà hàng ngày chúng ta có thể là nấu nước uống hàng ngày này. Ừ. Ta nấu nước uống hàng ngày. Rất là tốt. Đó là cây lan kim tuyến các bạn ạ. Và cái công dụng thứ hai các bạn ạ. Đó rất là mát. Đây là một cái cây giải độc mát gan cực tốt luôn các bạn ạ. Đó. Rất là tuyệt vời luôn, có rất là nhiều công dụng mà chúng ta không hề biết được. Đấy. Thì cây này nấu nước uống, còn thì một cái mình đã từng ngâm rượu các bạn. Đó, mình đã cho mình ngâm rượu. Đó, ngâm rượu thì nó không có mùi vị gì các bạn. Đó, nó chỉ là mát, rất là mát luôn ấy. Nhưng mà mình ngâm rượu mình thử thôi, ngâm rượu thử thôi. Nhưng mình cũng uống rồi, ngâm rượu mình uống nhưng mà nó không có vị gì thơm ấy. Nó rất là mát. Ngâm rượu uống nó rất là mát. Nhưng mà để công dụng tuyệt vời nhất thì chúng ta có thể là cho vào để nấu nước uống hoặc là cho chúng ta nấu canh đó các bạn ạ. Chúng ta cho nấu canh ăn rất là ngon, rất là mát luôn. Đó. Đó mình sẽ quay sát cho các bạn xem này. Đây các bạn ơi. Đó các bạn nhìn trên mặt lá nó xem. Có những cái đường gân rất là đẹp này, đó. Cái đường gân này các bạn nhìn trong cái mắt của mình, trong con mắt của chúng mình đó cũng có đường gân như này đúng không? Đó. Đấy rất là tốt các bạn ạ, đó. Nó như là những cái mạch máu mà như là cái mạch máu mà tràng ngang tràng chịt đó. Rất là hay ở cái cây này. Đó. Đó, thì hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn là một cái cây gọi là cây lan kim tuyến nha các bạn. Đó, công dụng nó là một cái thần dược giữ sáng mắt nha các bạn. Thì cây này chúng ta đi rừng các bạn ạ. Chúng ta đi rừng chúng ta thu hái thì chúng ta hái những cây to đâu, còn cây nhỏ thì chúng ta nên bỏ lại để cho nó sinh sôi và phát triển. Đó, thì mình những cây này mình thu hái luôn luôn là mình không bao giờ mình lấy hết các bạn ạ. Đó, mình chỉ lấy đến đây thôi, còn ở đây là mình bấm đến đây, còn ở đây là mình bỏ lại một cái đoạn gốc. Đó để cho nó phát triển các bạn ạ. Đó. Thì mình đi rừng này lâu lâu mình đi thấy một hai dai thì mình hay gom lại vào một chỗ để mình chỗ nào nó thật kín ấy các bạn ạ. Đó, thế là rất là hay. Đó thì mình gom lại ở đấy mà mình trồng nó ở đấy. Đó sau đến mùa hoa nó lên các bạn ạ. Hoa nó rụng ra nó mọc rất là nhiều thì nó mọc nó tốt lên thì mình lại là 1 2 năm sau mình lại lên mình lấy về mình nấu nước uống các bạn. Đó. Công dụng rất là hay. Nhưng với cái này thì nó rất là mắc các bạn, rất là đắt các bạn. Đó thì chúng ta là ta không 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 thể kiếm được nhiều. Và đặc biệt là chỉ cái mọc nó phân bố mọc ở các vùng rừng núi thôi các bạn ạ. Đó. Nếu chúng ta kiếm được thì chúng ta dùng thì rất là tuyệt vời cho đôi mắt chúng ta. Thì các bạn ơi, quanh đây mình ngồi này. Mình ngồi chỗ này còn có một cái loại quả này. Đây gọi là quả chám các bạn ơi. Đó, nó rụng này các bạn này. Đó. Quả chám này. Thì các bạn có biết quả chám không nhỉ? Đây cái cây đây. Quả chám này là người ta dùng om cá này các bạn này. Người ta dùng ăn rất là ngon này. Đây là cây to đây các bạn này. Đây là cây này người ta lấy nhựa này. Đó, quả nó rụng này các bạn ơi. Đây là những quả rụng này. Đó, cây này người ta xưa là người ta khêu nhựa này. Đó. Và cây nó rất cao trên ngọn này cây các bạn ơi. Đó, cây này rất là nhiều quả anh ạ. Nhiều quả lắm các bạn ạ. Rất là nhiều. Đó thì đây các bạn. Quả đây. Đây là quả chám nha các bạn. Đó, quả này ăn rất là ngon này. Nó chát chát này. Chua chua các bạn ạ. À, ăn xong có vị còn ngọt nữa. Thì quả chám này đến mùa này người ta thu mua rất là nhiều các bạn. Người ta thu mua về người ta làm mứt đấy các bạn. Đó, ăn trong quả trong cái hộp mứt ấy có một cái hạt là hạt nó dài dài đấy, hạt này gọi là hạt chám ấy các bạn. Đó, là quả chám. Và thứ hai là người ta về người ta để người ta cho riềng vào các bạn ạ. Đó, người ta sẽ đập dập ra, xong người ta cho cái cho riềng và củ riềng đấy các bạn. Cho vào xong người ta ủ các bạn. Ủ thì cho ủ lâu thì người ta kho cá ăn rất là ngon quả này ạ.
Thế là tuyệt vời. Cây nó rất là sai các bạn. Đó, đây. Này các bạn ơi. Như những quả rụng này nó cũng bị sâu nó mới rụng các bạn ạ. Đó. Thì mình đi rừng này có rất nhiều loại quả ăn các bạn ạ. Mùa này nó rất là nhiều quả. Nhiều loại quả luôn ạ. Hiện tại giờ là hơn 12 giờ rồi các bạn ạ. Mình đi rừng mà đến bây giờ vẫn chưa được cái gì. Đó thì đến vị trí này thì mình thấy cây kim tuyến ở đây, thế là mình lan kim tuyến đó các bạn. Thì mình giới thiệu cho các bạn luôn. Đó. Thế là ngon các bạn. Đó. Ok. Đó, mình sẽ quay lại cái live kim tuyến cho các bạn một lần nữa, các bạn nhìn cho ngắm cho nó sướng nha các bạn. Đó. Rất là như là kim tuyến đấy, người ta gọi là lan kim tuyến. Đó. Công dụng của nó là làm sáng mắt này, chống lóa này, chống mờ này. Chống cận thị này. Đó. Chống quáng gà này. Đó, chúng ta có được cái này chúng ta nấu nước uống thì không cần phải nói gì được nữa. Đó. Thế người ta mới gọi là thần dược giữ cho đôi mắt sáng. Đó các bạn ạ. Ok. Thì vừa rồi mình giới thiệu cho các bạn một cái cây thuốc. Một cái cây thần dược rất là tốt các bạn ơi. Đó, đó là cây kim tuyến nha các bạn. Nan kim tuyến. Đó, thì các bạn có thấy video này hay, hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ đó để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây thôi. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Xin chào các bạn nha.